anh lính tình nguyện trên đất nước Chùa Tháp. Hồi ức chiến trường ca, tác giả Vũ Ăng Co, giọng đọc Hải Yến. Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương truyền thống cách mạng. Cha tôi tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi đến đánh Mỹ. Năm 1967, tôi ra đời trên quê hương này. Lớn lên, nghe cha mẹ kể, những năm kháng chiến, bom đạn của Mỹ cày xé làng tôi. Nhà tôi cách căn cứ Đồng Tâm của Mỹ khoảng 1 cây số. Ngày nào, địch cũng pháo kích vào làng quê tôi. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước được hòa bình thống nhất, non sông về một mối. Sau giải phóng, tôi được cấp sách đến trường, thật là vui khi có bạn bè, có thầy cô giáo. Mỗi giờ giải lao, tôi cùng với các bạn rủ nhau bắn bi, đá cầu lông, nhảy dây, đá banh, hoặc ra ruộng bắt dế bỏ vào cái hũ keo để nghe tiếng dế gáy chơi. Sau những lúc giải lao, nghe tiếng kèn nhà trường, tới giờ học, chúng tôi chạy ào ào vào lớp, đứa nào đứa ấy quần áo ướt nhẹp. Đến năm 1978, lúc đó tôi 12 tuổi, nghe cô giáo kể, biên giới nước ta bị bọn Pol Pot xâm lược. Nó tàn ác lắm, nó giết hại đồng bào dân tộc và trẻ em của chúng ta. Nghe cô giáo kể, lòng tôi rất căm hờn kẻ thù xâm lược. Hết giờ học, tôi vào Ủy ban xã Song Thuận xin các chú du kích đi đánh giặc. Các chú nói, mày còn con nít lắm, hỉ mũi chưa sạch, khẩu súng còn cao hơn mày nữa. Thôi, về lo học hành đi con, lớn lên rồi sẽ được đi bộ đội, được đi đánh giặc. Mỗi buổi chiều, tôi phụ mẹ tôi đi bỏ mối bánh tét, bánh ít, bỏ mối rượu cho các quán. Xong việc là rủ mấy bạn đi sông tắm. Lúc nhỏ nghe mấy người lớn nói, tụi bay bắt con chuồn chuồn cho nó cắn vào rún sẽ mau biết lội. Nghe vậy, đứa nào cũng rủ nhau đi bắt chuồn chuồn. Nó cắn đau quá. Đến năm 1980, tôi được 14 tuổi. Lúc đó có đơn vị bộ đội ở tỉnh Tiền Giang về đóng quân ở nhà tôi. Thấy mỗi ngày mấy chú phụ gia đình mẹ tôi gánh nước, quét nhà, nấu cơm. Cái gì mấy chú cũng làm được. Tôi thích lắm và xin mấy chú đi bộ đội. Mấy chú nói, con còn nhỏ lắm, lo học hành và phụ giúp việc với ba mẹ nha. Ở được mấy hôm, các chú chia tay trở về đơn vị. Mấy chú đi rồi, tôi thấy buồn lắm. Đến đầu năm 1984, lúc đó tôi được 16 tuổi rưỡi. Tôi lên ủy ban xã xin đi bộ đội. Có thằng bạn tên Khánh, con của mợ hai sĩ, và thằng Hoài Sơn, cháu của dì Một Hoa, cũng đi theo tôi xin đi bộ đội nhưng không được. Riêng tôi được anh Hoàng xã đội xuống nhà gặp mẹ tôi và hỏi ý kiến. Thằng Vũ nó xin đi bộ đội, chị cho nó đi không? Mẹ tôi nói, nó cứ đòi đi bộ đội hoài, các chú cho nó đi đợt này đi. Nghe vậy tôi mừng lắm, thông báo cho bạn bè biết là được đi bộ đội rồi. Ngày 12 tháng 2 năm 1984, tôi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 2 năm 1984, tập trung lên ủy ban xã ở một đêm. Sáng hôm sau, vào tập trung ở sân bóng đá huyện Đổi Châu Thành, khoảng 8 giờ 30 ngày 20 tháng 2 năm 1984, chính thức được tòng quân. Xe ở huyện đội bắt đầu chuyển bánh thì có mấy đứa bạn chạy vào thăm tôi, vẫy tay chào tiễn đưa tôi. Có đứa nói, mày đi mạnh khỏe nha. Có đứa nói, bạn đi nhớ mang tin chiến thắng về cho tụi tao nha. Có thằng nói, thằng Vũ nó trốn gia đình đi bộ đội đó tụi bay ơi. Xe chở chúng tôi về Cục Kỹ thuật Quân khu 9 ở Cần Thơ. Được huấn luyện ở đây 3 tháng. Ngày nào buổi chiều, các anh cán bộ khung cũng dẫn chúng tôi ra sông tắm. Con sông này cũng không lớn lắm,
một nhánh chảy ra sông Bình Thủy, một nhánh chảy về hướng sân bay Trà Nóc. Hồi đó ở đơn vị không có bồn nước để tắm, ở bờ sông có cái quán bán nước uống. Ngày nào tôi cũng được cô gái quán nước cho bịch nước chanh đá hoặc bánh để ăn. Cô gái có cái tên là Bé Chính. Về doanh trại, đồng đội trêu chọc nói: "Con bé Chính nó thương thằng Vũ rồi tụi bay ơi." Cả tiểu đội vỗ tay chúc mừng tôi. Nhưng hồi đó tôi có biết yêu là gì đâu. Đến tháng 5 ra trường, được đưa về trường kỹ thuật quân khu 9 ở tỉnh Vĩnh Long, vào tiểu đoàn 3 học sửa chữa quân khí. Tháng 8 năm 1984, một buổi nọ, chúng tôi ra ngoài sông Mỹ Thuận tắm. Vì nhớ nhà nên tôi bỏ trốn về thăm nhà 2 bữa rồi trở lại đơn vị. Nhưng nhà trường không nhận tôi, trả tôi về cục kỹ thuật ở Cần Thơ, nơi huấn luyện ban đầu. Nói là tôi vi phạm kỷ luật nhà trường. Về cục kỹ thuật được 2 ngày thì được đồng chí trung úy cán bộ quân lực ghi cho tôi tờ giấy trả về địa phương. Tất cả quân trang trả lại hết, chỉ cho một bộ mặc về nhà thôi. Bị trả về địa phương, tôi buồn lắm. Khi về tới huyện đội, tôi vào đưa giấy cho dì Tám thu. Lúc đó dì Tám là đại úy huyện đội trưởng huyện đội Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dì Tám hỏi tôi: "Bây giờ mày tính làm sao?" Tôi nói: "Con xin đi tiếp dì Tám ơi." Bà nói: "Đâu có được, bị kỷ luật trả về địa phương, không ai cho đi lại, chỉ có đi nghĩa vụ lao động thì được." Nghe vậy tôi năn nỉ giết, rồi đồng chí Tám thu viết cho tôi tờ giấy cầm về xã đội. Anh Hoàng xã đội nói tôi 8 ngày nữa lên ủy ban đi tiếp nha. Ngày 14 tháng 8 năm 1984, tôi được tập trung ở sân bóng đá huyện đội xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đó một đêm, sáng ngày 15 tháng 8 năm 1984, gọi thanh niên lên xe, chỉ còn một mình tôi, không ai gọi tên. Xe chạy hết, chỉ còn 2 chiếc đang nổ máy chuẩn bị chạy. Lúc này tôi chạy vào gặp đồng chí trung úy, nói: "Sao không ai gọi em hết vậy?" Đồng chí dẫn tôi vào gặp dì Tám thu. Tôi nói: "Sao không ai gọi tên con hết vậy?" Dì Tám nói: "Mày coi xe nào trống thì lên xe đó." Tôi chạy ra và lên xe được đưa vào đồng tâm. Tất cả khám sức khỏe bị loại mấy anh nên tôi trúng tuyển đợt này. Xe đưa tôi vào tiểu đoàn 14, sư đoàn 868 để huấn luyện. Khi đi, dì Tám thu căn dặn tôi là tuyệt đối giữ bí mật. Nếu người ta biết mình có đi bộ đội rồi sẽ bị trả về đó. Môi trường huấn luyện ở Đồng Tâm rất là khét tiếng. Xung quanh hàng rào thép gai của quân đội Mỹ còn y như cũ. Vậy mà cũng có người đào ngũ vượt qua hàng rào thép gai đó. Lúc mới vào quân trường, ai cũng sợ cán bộ khung. Vậy mà có một thằng bạn học chung ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành. Nó ở chung đội với tôi. Thằng này bướng bỉnh lắm, nó không sợ ai cả. Nó không chịu xếp nội vụ như anh em khác. Nó nói: "Ở nhà ba mẹ tao còn chưa bắt làm như vậy. Vào đây bắt mọi chuyện phải tuân thủ, một ngày phải đi học thao trường, về mệt muốn chết." Vậy mà đơn vị báo động ra tập trung ở ngoài sân bóng đá. Trung đội trưởng bắt nó ôn cái nội vụ đó, chạy 5 vòng sân bóng, vừa chạy vừa hô to: "Tôi xếp không được, tôi xếp không được, tôi xếp không được." Cả trung đội cười một trận. Từ đó về sau, nội vụ của nó lúc nào cũng ngay ngắn, gọn đẹp như bao người khác. Thời học quân trường ở đó, chỗ tắm giặt chỉ có một cái giếng. Cả trung đội dùng chung một cái giếng đó. Ăn uống thiếu chất lắm. Bữa cơm nhìn vào, thấy nước chấm đại dương và canh toàn quốc. Ngày chủ nhật thì có gia đình của tân binh đến thăm. Ở ngoài cổng một Đồng Tâm, từ chỗ tiểu đoàn ra tới chỗ thăm nuôi một cây số. Học huấn luyện được khoảng 2 tháng, đến tháng 10 ra trường. Buổi trưa nọ, tiểu đoàn thông báo tiểu đoàn tôi sẽ được giao quân cho sư đoàn 339 ở tỉnh Posad, Campuchia.
Cả buổi trưa đó, một số không ăn cơm để tranh thủ viết thư gửi gia đình và bạn bè. Đứa nào đứa đấy lo lắng và sợ sệt. Khi nghe nói đi Campuchia, không biết cuộc đời sẽ ra sao. Riêng tôi thì rất bình tĩnh, nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực. Lúc này xác định là đi chiến đấu, chơi là chơi đến cùng, một đi không trở lại. Chiều hôm đó, khoảng 5 giờ 30 phút, còi báo động cấp tiểu đoàn lệnh tập trung khẩn cấp. Lần lượt được gọi lên xe và lần lượt xe chuyển bánh rời khỏi sư đoàn. Xe đi đầu do đồng chí ba tỉnh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 14 chỉ huy, rồi lần lượt tới xe của chúng tôi, đi đường cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đến sáng hôm sau, xe qua cửa khẩu Campuchia, đi theo quốc lộ 1, hướng vào thủ đô Phnom Penh. Khi qua tới đất nước bạn, một cảm giác khó tả, nhất là không biết Pol Pot nó ở đâu, nó bắn mình lúc nào. Ai cũng phập phồng lo sợ, vì trên đường giao quân không có một khẩu súng nào cho chúng tôi. Chỉ có các đồng chí cán bộ khung đi giao quân chúng tôi thì được vài khẩu AK. Hai bên đường, xa xa, lác đác vài cái nhà của dân. Trẻ con ở mỗi nhà, lít nhít như lũ khỉ. Nhìn hai bên ruộng nước mênh mông, vậy mà các ụ mối mọc lên nhiều lắm. Ụ mối nào cũng cao to. Lần đầu tiên được nhìn thấy quang cảnh thô sơ lạc hậu. Những chiếc xe bò cọc cạch lăn bánh trên đường của những người dân chở củi chở gỗ. Qua phà Nách Lương, anh em chúng tôi đổi tiền Việt ra tiền ria, tiền Campuchia. Hai bên đầu phà, người dân bán đồ nướng và những con côn trùng, ếch nhái, chim chóc. Xe vào thành phố Phnom Penh, thành phố vắng vẻ lắm, điêu tàn của cuộc chiến tranh để lại. Xe chạy chui qua chân cầu sập, theo đường số 5 đi thẳng lên tỉnh Công Pông Chơ Năng. Qua khỏi Phnom Penh khoảng 40 km và dài lên Công Pông Chơ Năng, hai bên đường rừng cây thưa thớt, nhiều chiếc xe tăng bị bắn cháy. Thỉnh thoảng, xa xa, thấy bộ đội Việt Nam học quân sự huấn luyện cho bộ đội Campuchia. Đêm tối ngủ lại thị xã tỉnh Công Pông Chơ Năng. Khoảng 10 giờ đêm, nghe tiếng súng nổ bùng bình của súng B-40 và tiếng 12 ly 8 nổ cùng 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 cùng. Tiếng DK ầm đùng. Sáng ra mới biết địch tập kích vào các chốt của bộ đội bạn. Lần đầu tiên nghe tiếng súng nổ, ai nấy sờn cả người. Sáng ra xe tiếp tục chở chúng tôi về tỉnh Pua Sát và vào huyện Kra Vanh, Phum Lách, nơi sư đoàn bộ 339. Khoảng 2 giờ chiều tới sư đoàn 339, chúng tôi được nhận ít lương thực thực phẩm và súng đạn. Đoàn cán bộ dẫn chúng tôi đi đến bến phà Lách. Trên đường đi có nhiều vũng nước, tôi khom người xuống khoát nước rửa mặt. Ôi đỉa, nó lội lãnh ngãnh. Tới bến phà, lần lượt được qua phà, thấy có chiếc cano phía sau đẩy phà qua suối. Thỉnh thoảng thấy có dây kéo nữa. Đặc điểm ở bến phà này, mùa mưa đi phà, mùa khô xe chạy qua ngầm suối luôn. Bắt đầu hành quân vào đường 56. Khi qua phà Lách, đội hình hành quân một hàng dọc. Các anh lính cũ dẫn chúng tôi căn dặn không được đi lại lung tung, tất cả phải đi theo bước chân người phía trước, vì vào đây là có mìn địch. Đến tối dừng chân ở khu vực cầu cháy, trung đoàn 10. Trên đường hành quân, hai bên đường rừng dầu, rừng khộp, che khuất tầm nhìn, không nhìn thấy sâu bên trong rừng được. Tối ngủ, sương rơi lộp bộp trên lá cây dầu. Phải che tấm tăng trên võng, nếu không thì sương ướt không ngủ được. Vào rừng rồi nên màn đêm buông xuống, trời lạnh lắm. Thỉnh thoảng nghe tiếng thú kêu, tiếng mễn kêu oẳn oẳn. Rồi khoảng 9 giờ tối, anh em đang ngủ, nghe tiếng B-40 bắn bùng bình, rất gần. Tiếng DK và tiếng cối 82 bắn trả.
anh em lính mới thấy kinh lắm. Các anh lính cũ trấn an nói lớn, không được chạy lung tung, ở đâu ở tại đó. Vì nghe tiếng súng nổ, sợ lính mới hoảng hốt chạy tầm bậy, mình nổ chết. Sáng hôm sau, nghe các anh nói, địch tập kích vào trung đoàn 10. Ổn định đội hình xong, đơn vị tổ chức hành quân theo một hàng dọc, thỉnh thoảng cắt rừng, băng qua băng lại đường đi, chứ không đi xuyên suốt trên đường vì sợ vướng mìn. Khoảng 8 giờ rưỡi sáng, nghe xa phía trước có tiếng mìn nổ ầm thật lớn. Tiếng nổ của nó vang vang trong rừng. Thấy cáng thương ngược ra, một đồng chí lính công binh đi dò gỡ mìn cho đội hình chúng tôi vào. Càng vào sâu, các anh lính cũ liên tục nhắc nhở chúng tôi đi cẩn thận, không được bước chân ra ngoài, sẽ bị vướng mìn đó. Khi nào nghỉ giải lao thì ngồi tại chỗ, không được tạt ra hai bên đường. Rồi lại nghe một cái ầm, tiếng nổ vang rừng. Thêm một đồng chí cụt chân được cáng ra nữa. Hai đồng chí cáng thương ra gặp chúng tôi, nói, mìn nhiều lắm, đi theo dấu chân người đi trước nha, các đồng chí. Hai bên đường, rừng dày đặc, vượt qua nhiều con suối. Tháng 10 trời còn mưa nên hành quân vất vả, ẩm ướt hai bàn chân. Đoạn đường có mấy chục cây số mà hơn một chục chiếc xe quân sự của ta bị nổ mìn và bị bắn cháy. Có một chiếc xe cứu thương bị mìn nổ banh. Rồi lại nghe tiếng mìn nổ, cáng thương ra, toàn thấy bị cụt chân. Trong ngày đó, 5 ca cáng thương ra. Hành quân đến chiều khoảng 5 giờ, ở phía trước, nghe cái ầm. Một đồng chí chiến sĩ mới đạp mìn cụt chân. Đồng chí này đi sau cả chục người khác. Khi mìn nổ, tôi nhìn thấy để bảng nơi đây có mìn. Viết chữ bằng lọ than đen ỏm trên tấm giấy thùng mì tôm. Thấy một số lính mới tinh thần hoang mang lắm. Tối đó ngủ lại khu vực đèo đá đường 56 tỉnh Pua Sát. Đêm đó nghe một vài tiếng AK bắn đòm đòm. Hỏi ra mới biết súng đó của các đồng chí đi săn. Sáng hôm sau tiếp tục hành quân vào vườn me trung đoàn 9. Đường 56, hai bên rau tàu bay nhiều lắm. Lần đầu tiên tôi mới biết cây rau tàu bay. Vừa mới tới tôi nghe đánh kẻng nghỉ trưa. Trong bụng tôi nảy lên suy nghĩ khác lạ. Đó là vào trong rừng sâu núi thẳm mà còn nghe tiếng kẻng như ở quân trường mới lạ. Các đơn vị đến nhận quân, tôi được về đại đội 20 thông tin trung đoàn 9. Một số khác về các tiểu đoàn bộ binh, trinh sát, đặc công và các đơn vị trực thuộc. Tôi thấy các anh lính cũ chọn lính nếu có trình độ khoảng lớp 6 trở lên thì các đơn vị chuyên môn bắt. Trinh sát đặc công thì chọn những người lanh lẹn, đen đúa. Bộ binh thì chỉ cần biết cầm súng bắn là ok, không cần biết chữ. Vì vậy, lính bộ binh đa số học văn hóa thấp và không biết chữ là chủ yếu. Thời gian mới về được biên chế ở trung đội 2, trung đội trưởng là đồng chí Tân. Lúc mới vào, các anh dạy ít tiếng Khmer. On sa lanh bỏng te, em có thương anh không? Cũng có đồng chí dạy nói tục tĩu mà mình không biết. Mùa mưa nên các công sự chiến hào nước ngập hết. Hàng ngày tắm giặt và lấy nước nấu cơm ở đó. Mùa khô thì cực lắm, không có nước. Cả trung đoàn bộ có hai cái giếng nên nước không đủ để sử dụng, ăn uống và tắm giặt. Chiều chiều lên trung đoàn gánh cho mấy chuyến can vàng nước là sử dụng tiết kiệm mới đủ cho cả trung đội. Nơi trung đoàn đóng quân là vùng núi rừng nên hà thủ ô nhiều lắm. Hàng ngày đi vào rừng bứt dây hà thủ ô về nấu nước uống thay cho nước trà. Mùa khô trung đoàn 9 đi vào chiến dịch biên giới Thái Lan từ vườn me vào đến 20 nhà rồi đến 5 nhà. Lâu lâu nhìn thấy một cái chốt của ta và bạn. Nơi 20 nhà, bạn cất nhà lợp lá bằng lá cây dầu đan lại với nhau. Ở xa mới nhìn tưởng nhà ngói, lại gần mới biết đó là lá cây.
Vượt qua đèo khỉ, đỉnh 1.500 thật là vất vả. Từ chân đèo bên đây qua tới bên kia là 12 cây số. Đến A3 vượt qua cầu treo, đến A4 rồi đi sâu vào bên trong là đèo Gà, Bảy Nhà đến cầu Vạn Thắng, rồi cứ các Đa Mon và biên giới Thái Lan đường 56 tỉnh Pô Sát. Nói tới đường 56 tỉnh Pô Sát là con đường huyền thoại như đường Trường Sơn thời đánh Mỹ. Tuyến đường này có trên 5.000 cán bộ chiến sĩ thương vong mất mát nơi đây trong 10 năm chiến đấu giúp bạn Campuchia. Xong chiến dịch mùa khô, Trung đoàn 9 rời cứ về 12 nhà. Mới vào, đơn vị tranh thủ đào hầm vì thỉnh thoảng máy bay địch bên kia Thái Lan bay qua, ném bom. Tôi đào hầm bị phòng lột da, rướm chảy máu, nhưng vẫn phải đào. Nếu không, lỡ xui nó cho quả bom ngay thì không có hầm trú ẩn. Vùng này cây cối rậm rạp, mây mù che khuất không thấy mặt trời. Ở dưới đất thì con ve con vắt, muỗi rừng, rồi mấy con bò cạp thỉnh thoảng lại chui vào đôi giày. Chỉ cần sơ ý thọt chân vào là nó cắn cho nổi cả hạch. Hàng ngày tiếng chim kêu vượn hú. Ở đây nhiều vượn lắm. Rảnh rỗi, tôi làm bẫy, bắt thú rừng cải thiện bữa ăn. Thỉnh thoảng cũng được con nhím, con gà, con chồn, con treo. Có hôm dính cả rùa. Tôi cùng các anh khác đi vào rừng lấy măng về ăn. Lấy củ hũ cao rừng, hái môn thục về nấu canh chua. Hôm nọ đang bẻ măng thì máy bay địch bay ngang qua. Bọn tôi bỏ chạy một mạch về đơn vị. Ở 12 nhà, sốt rét kinh khủng lắm. Trời dông mưa là nghe tiếng mìn nổ ầm ầm, mìn Pol Pot cài nhiều lắm. Hôm nọ, lên kho hậu cần trung đoàn nhận nhu yếu phẩm để chuẩn bị hành quân cơ động cho sư đoàn 330 ở Sóc San Tà Xanh, tức Sóc, tỉnh Bát Tâm Băng. Tôi có gặp thằng bạn tên là Bé Hai ở gần nhà tôi. Nó ở đơn vị cơ động của đoàn 9903 tỉnh đội Tiền Giang. Trận đánh biên giới Thái Lan này nó đã hy sinh. Tháng 11 năm 1985, trung đoàn 9 cơ động qua Tà Xanh tức Sóc. Đợt hành quân này ta hy sinh một đồng chí sư đoàn phó sư đoàn 339. Trung đoàn ở Tà Xanh tức Sóc đến tháng 6 năm 1986 rút ra huyện Mun, tỉnh Bát Tâm Băng. Trên đường hành quân có hai đồng chí lính trinh sát trung đoàn đã chết khát. Trời nắng nóng khô hạn, địch đốt rừng, ta hành quân, bị hóc cổ khô họng và khát nước, không nước uống. Trên đường hành quân có hiệp đồng tác chiến đánh vào cứ địch. Ngày thứ hai khoảng 11 giờ, chiếc máy bay trinh sát của ta bay qua một vòng ở cứ địch. Sau đó, hai phi đội MiG-19 ném bom. Bên dưới xe tăng vào yểm trợ. Trận này trung đoàn bắt sống được 7 tên địch. Sau đó trung đoàn tiếp tục hành quân ra cống 7 cửa. Khoảng 6 giờ chiều mới ra tới cống 7 cửa. Lần đầu tiên được đóng quân gần dân, thấy người dân tộc Khmer Campuchia. Họ mến bộ đội Việt Nam lắm. Có cái gì cũng cho bộ đội. Trái mướp, trái đu đủ, trái cà, trái bắp. Tôi và các đồng đội mượn dân đánh xe bò đi vào rừng, chặt cây về làm nhà, chặt cây về làm củi. Có bữa nọ, anh rể của tôi từ Pô Sát lên huyện Mun thăm tôi. Anh hỏi ở đơn vị có ai tên Vũ không? Mấy anh ở đơn vị tôi nói, thằng Vũ nó bị mìn cụt chân về nước rồi. Anh rể tôi mất thần vì lần đầu tiên đến thăm thằng em vợ. Mà nghe nói bị thương cụt chân. Hên quá, tôi đi ra bờ suối để chảy cá và gặp anh rể tôi. Anh nói, mới hỏi mấy anh kia, nói cậu bị thương cụt chân về nước rồi. Tôi nói, thằng kia là thằng Vũ Đen, nó tên là Hồng Vũ, còn em là Vũ Trắng, tên là Hoàng Vũ. Hai anh em gặp nhau mừng lắm, mời anh vào đại đội, chơi khoảng 15 phút, anh ra về. Đơn vị ở thị xã Pô Sát.
thời gian ở Môn không lâu, đến ngày 8 tháng 2 năm 1987, tôi được kết nạp vào Đảng và đi học sĩ quan ở trường quân chính Chi Lăng, tỉnh An Giang. Thời gian học 10 tháng, cuối tháng 12 ra trường, học ở Chi Lăng, tôi có quen một cô gái tên là Nga, quê ở huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Cô Nga học trung học sư phạm ở thành phố Long Xuyên. Thời gian học, cô có đến thăm tôi được 2 lần. Sau đó tôi ra trường trở về Campuchia thì bị mất liên lạc luôn. Học ở Chi Lăng vui lắm. Tuần nào tụi tôi cũng đi tắt vào dãy của dân để lên núi Cấm chơi. Ở căng tin của nhà trường có mấy cô dân quân nữ. Đi chơi tôi hay rủ mấy cô đi cho vui. Mỗi lần đi, mua xách theo mấy ổ bánh mì. Anh Đấu ở đại đội 22 trung đoàn 9 và anh Tùng, chính trị viên tiểu đoàn 4 và tôi cứ thích đi núi Cấm chơi. Mỗi lần đi, có mấy cô dân quân nữ đi thì mệt lắm. Chỗ nào dốc đứng đi không nổi, tôi phải nắm tay kéo lên. Mình đã mệt lại đuối thêm. Vào miếu ông Hổ thắp nhang, quay ra, tôi, đồng chí Đấu, đồng chí Tùng tìm mãi không thấy đôi dép nào của mình. Như vậy, cúng xong, mất mẹ bà đôi dép. Tới về phải đi chân không, chứ biết làm sao bây giờ. Về học ở trường quân chính Chi Lăng đợt đó, có anh Sĩ tiểu đoàn 4, anh Trung tiểu đoàn 5 và anh Hùng đại đội trinh sát trung đoàn 9, Mẫn đại đội 1 tiểu đoàn 4 nữa và mấy đồng chí nhưng tôi không nhớ tên. Nhớ có lần điểm danh quân số trước khi ngủ. Đồng chí đại đội phó đại đội tôi là cán bộ khung nhà trường, giọng hô to và dõng dạc lắm. Đại đội thành 4 hàng ngang tập họp. Sau đó điểm danh gọi từng tên. Danh sách đứng đầu tiên là chính ảnh đấy. Vậy mà ảnh gọi Vũ Viết Lâm không có ai trả lời. Gọi tiếp Vũ Viết Lâm cũng không ai trả lời. Lúc này đồng chí điểm danh tức giận la to. Đồng chí Vũ Viết Lâm có không trả lời? Thế vậy tôi hô to lên. Vũ Viết Lâm là anh đó anh Lâm ơi. Ông nói, vậy hả? Tôi hả? Rồi không điểm danh nữa, chỉ thông báo lịch học tập ngày mai và cho đơn vị giải tán. Cả đại đội cười một trận. Ôi, chỉ huy đại đội tôi lại nhậu xỉn nữa rồi. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.